Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành thông tư số 06/2023 sửa đổi bổ sung quy định những nhu cầu vốn không được cho vay. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/9/2023. Cụ thể, tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của luật đầu tư, để thanh toán các chi phí đáp ứng các nhu cầu tài chính của hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của luật đầu tư và các giao dịch hành vi khác mà pháp luật cấm, để mua sử dụng các hàng hóa dịch vụ thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của luật đầu tư, để mua vàng miếng, để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay, trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, để trả nợ khoản vay nước ngoài, để gửi tiền, để thanh toán tiền góp vốn mua nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn công ty hợp danh, góp vốn mua nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch. Ngoài ra, tổ chức tín dụng cũng không xét duyệt cho vay đối với trường hợp để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay. Để bù đắp tài chính, trừ trường hợp khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: khách hàng đã ứng vốn của chính khách hàng để thanh toán chi trả chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh mà các chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh này phát sinh dưới 12 tháng tính đến thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay. Các chi phí đã thanh toán chi trả bằng vốn của chính khách hàng nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh là các chi phí có sử dụng nguồn vốn vay của tổ chức tín dụng theo phương án sử dụng vốn đã gửi tổ chức tín dụng để được xem xét cho vay trung dài hạn nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh đó.